Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Sa Ban. Mỗi một ngày đi làm của Ngọc Sa Ban là một ngày mà Ngọc Sa Ban cảm thấy rất là vui vẻ. Vì Ngọc Sa Ban đã đem được sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến với từng gia đình. Đó là một chiếc ghế massage nội địa Nhật thuộc hãng Furikyo, có mã là AS860 cho anh Tuấn Anh ở thành phố Phủ Lý, Hà Lan. Sau một thời gian dài anh tìm hiểu về ghế massage, đặc biệt là ghế massage nội địa Nhật, thì anh đã lựa chọn chiếc ghế massage dòng Fuji này cho gia đình của mình. Vì dòng ghế này rất là trường ghế và anh là một người trông khá là cao, nên là anh cần phải một chiếc ghế nó trường ghế thì anh sẽ ngồi cảm thấy được thoải mái và dễ chịu. Dòng ghế massage của Nhật này không phải là một chiếc ghế massage thông thường, mà nó là vật lý trị liệu. Nó xác định được đâu là cổ, vai, gáy, lưng, chân, để khi một vào bài đánh thì nó sẽ đánh đúng điểm huyệt, nó sẽ chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ngọc Sa Ban xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Sa Ban. Ngọc Sa Ban xin kính chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.